Xin chào các học trò 2K6. Các em đang đứng trước một cái kỳ thi quan trọng nhất trong 12 năm học phổ thông của các em, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2023-2024. Đây là một kỳ thi rất đặc biệt bởi vì nó là kỳ thi cuối cùng của chương trình giáo dục 2006. Vì thế cho nên nó cũng đặt ra cho các em một cái nhiệm vụ không hề dễ dàng, đó là chúng ta phải có một cái tâm thế, một cái sự chuẩn bị rất chắc chắn về kiến thức, về kỹ năng cho một kỳ thi mà rất khó với sự lặp lại. Và với một cái thời gian không dài, từ nay cho đến khi thi chúng ta còn khoảng 3 tuần nữa, cái thời gian quý giá, cần thiết, quan trọng và có hiệu quả nhất cho chúng ta trong cả một năm học vừa rồi. Thì đây là thời gian mà sẽ hiệu quả nhất nếu chúng ta thực sự quyết tâm để chúng ta có được những kiến thức và kỹ năng tốt nhất cho kỳ thi. Chúng ta thấy là vẫn như mọi năm thì đề thi, cái form đề thi môn ngữ văn năm nay vẫn như cái form từ năm 2017. Đó là gồm có hai phần. Phần thứ nhất 3 điểm, phần đọc hiểu với 4 câu hỏi. Về cơ bản là sẽ có theo cái hướng là sẽ 2 câu nhận biết, 1 câu thông hiểu hoặc vận dụng, còn 1 câu cuối là vận dụng cao. Và cái quỹ điểm của nó thì chúng ta có thể áng chừng, có thể đoán để có thể biết được là chúng ta phân bổ thời gian làm sao, thời gian, tâm huyết, sức lực, sự chuẩn bị của chúng ta cho những câu hỏi đấy để có thể đạt được cái kết quả cao nhất. Ví dụ như 2 câu nhận biết ta có thể có được từ 1 đến 1 điểm rưỡi. Và 1 điểm rưỡi còn lại sẽ là dành cho câu hỏi thông hiểu hoặc là vận dụng, và đặc biệt câu vận dụng cao. Với câu vận dụng cao trước đây chúng ta thường là sẽ là cái quỹ điểm khoảng 1 điểm, thì bây giờ thường là hạ xuống khoảng nửa điểm và nó sẽ giảm đi cho các em rất nhiều cái áp lực về gánh nặng điểm số. Phần thứ hai là phần làm văn. Thì chúng ta thấy là có 2 câu. Câu 2 điểm là cho viết đoạn văn nghị luận xã hội, và câu 5 điểm vẫn là một bài văn rất kinh điển, một bài nghị luận văn học 5 điểm. Cô muốn nói với các em một đôi chút về cái phương pháp làm bài trước khi chúng ta đi thi, để các em có được một cái sự yên tâm nhất định. Với phần đọc hiểu thì câu hỏi nhận biết, thông thường nếu như 2 câu nhận biết thì 1 câu sẽ hỏi các em về hình thức văn bản và 1 câu hỏi về một chi tiết nào đó trong nội dung văn bản. Về câu hỏi nhận biết, thứ nhất là câu về hình thức. Nếu là văn bản là cái ngữ liệu đọc hiểu là thơ thì thường sẽ hỏi về thể thơ. Nếu là văn xuôi có thể sẽ hỏi về phong cách ngôn ngữ, hoặc là phổ biến nhất những năm gần đây đó là phương thức biểu đạt. Thế còn câu hỏi về nội dung thì sẽ yêu cầu chúng ta phát hiện một cái nội dung, một cái chi tiết nào đó trong nội dung văn bản. Và thông thường thì sẽ có một cái tín hiệu, đó là theo tác giả, theo nhân vật, theo đoạn trích, và yêu cầu chúng ta phải phát hiện một cái đơn vị kiến thức nào đó. Và nếu chúng ta đã đọc để có thể hiểu được văn bản, hiểu được cái ngữ liệu đọc hiểu, và thì chúng ta sẽ rất dễ dàng để có thể phát hiện ra, có thể nhận biết ra theo đúng cái yêu cầu câu hỏi nhận biết, nhận biết ra cái chi tiết nội dung đấy, và chúng ta chỉ cần về cơ bản là chép lại. Lưu ý là với 2 câu hỏi nhận biết các em không phân tích, không giải thích, không chứng minh. Chúng ta phát hiện ra kiến thức, chúng ta trả lời kiến thức một cách ngắn gọn nhất, đầy đủ nhất và ngắn gọn nhất. Thế thôi, không phân tích, giải thích, chứng minh. Như vậy với 2 câu hỏi nhận biết này, về cơ bản chúng ta nên hướng đến một cái mục tiêu, đó là đạt điểm tối đa. Tức là khoảng 1 điểm, 1,25 cho đến 1 điểm rưỡi cho 2 câu hỏi này. Với câu hỏi thứ 3 có thể là ở mức độ thông hiểu. Nếu như chúng ta thấy một cái kiểu dạng đó là anh chị hiểu như thế nào về, ví dụ về khái niệm hoặc là về một quan niệm. Nếu về khái niệm ta có thể giải thích theo nghĩa đen, nghĩa bóng, nghĩa đen và nghĩa ẩn dụ đấy. Và nếu là một quan niệm thì chúng ta phải vận dụng những cái vốn hiểu biết của mình, những cái chúng ta suy nghĩ thật cẩn thận, thật kỹ càng, thật thấu đáo vấn đề và giải thích ở rất nhiều bình diện, rất nhiều góc độ để cho nó thấu đáo với cái câu hỏi đó, thông hiểu ấy. Một dạng nữa có thể câu hỏi 3 có khi là thông hiểu nhưng cũng có khi là một câu hỏi vận dụng. Câu hỏi vận dụng thì thường là yêu cầu các em phát hiện và phân tích cái giá trị biểu đạt và biểu cảm của một cái biện pháp tu từ nào đó. Thì đây cũng là một việc mà một cái kiểu câu hỏi mà các em chắc chắn đã được luyện rất là nhiều trong cả cái năm học vừa rồi và thậm chí là những năm trước đấy nữa.
Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi vận dụng cao. Câu hỏi vận dụng cao thì thường có một cái form cũng rất quen thuộc. Có thể hỏi các bạn về cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình, hay hoặc là yêu cầu các bạn rút ra cái thông điệp, ý nghĩa của văn bản. Nhưng một cái kiểu câu hỏi mà quen thuộc nhất mà các em hay gặp, đó là anh chị có đồng tình, có đồng ý, có nghĩ như quan niệm 3 chấm hay không? Vì sao? Tất nhiên cái vì sao sẽ là phần quan trọng nhất. Và phần này đòi hỏi các em là phải suy nghĩ thật thấu đáo, và thậm chí có thể có những cái tư duy phản biện để có thể lật ngược lại vấn đề. Các em hoàn toàn có thể là chọn một trong 3 phương án. Có thể các em hoàn toàn đồng tình, các em phải diễn giải, phải giải thích, lý giải sự đồng tình của mình. Các em có thể phản đối, hoàn toàn phản đối, và các em phải diễn giải, phải lý giải được với cái lập luận rất là chặt chẽ, chắc chắn, để có thể thuyết phục được cái người đọc của các em, đó là các thầy cô giám khảo, và thấy rằng là các em phản đối là hoàn toàn có lý. Nhưng một cái dạng khác, một cái phương án thứ ba, một cái phương án mà cô nghĩ là phổ biến nhất, tức là các em đồng tình về cơ bản, tuy nhiên có những cái ngoại lệ. Có thể có những cái ngoại lệ mà em cần lật ngược lại vấn đề một chút, cần mở rộng một chút cho thấu đáo hơn. Thì cái câu hỏi vận dụng cao này yêu cầu các em thể hiện được cái tư duy, cái quan niệm riêng của mình, cái ý kiến cá nhân của mình. Càng và cái lý giải càng lập luận càng chặt chẽ bao nhiêu càng tốt. Trước đây như cô đã nói, tức là trước đây câu hỏi này thường là cái quỹ điểm tương đối cao và thậm chí là cao nhất. Nhưng bây giờ thì để giảm cái gọi là giảm tải cho học trò, cho nên là thường xuống ở mức độ 0.5 hoặc 0.75 điểm. Đó là phần thứ nhất, phần đọc hiểu. Phần thứ hai có hai câu làm văn. Thì cô nói trước hết đó là câu viết đoạn văn nghị luận xã hội. Cô chỉ muốn nhắc các bạn một điều, đó là với cái câu viết đoạn văn nghị luận xã hội thì cái nội dung của đoạn văn ấy nó có mối quan hệ hữu cơ với cái ngữ liệu đọc hiểu ở phần đầu. Và thông thường sẽ có một cái tín hiệu trong cái câu lệnh, đó là dựa vào nội dung đoạn trích trong phần đọc hiểu. Thì anh chị hãy viết một cái đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của mình về. Thế thì về một cái gì đấy? Thì thông thường cái phần đấy sẽ là phần rất quan trọng mà các bạn cần lưu ý. Ví dụ về nguyên nhân của quan niệm, thì chúng ta sẽ, hoặc là về cái ý nghĩa của một cái vấn đề nào đó mà nó xuất phát từ ở trong cái ngữ liệu đọc hiểu. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề nào đó chính là cái nội dung chính. Nhưng nội dung này có thể thể hiện ở cái nguyên nhân, có thể người ta có thể hỏi các em về biểu hiện, về nguyên nhân, về giải pháp, về ý nghĩa, về hậu quả, hoặc là về cái sứ mệnh của bản thân em trước cái yêu cầu, trước cái vấn đề đó. Thế thì nếu như chúng ta diễn giải ở đây có một vấn đề mà cô cần phải lưu ý, năm học nào, năm nào trước kỳ thi cô cũng lưu ý các em điều đấy, và trong cái khóa PENI phần luyện đề thì cô cũng luôn lưu ý các bạn là cần phải phân biệt giữa đoạn văn và bài văn. Ở đây yêu cầu là chúng ta viết đoạn văn, và đoạn văn thì chỉ có một khía cạnh nhỏ của vấn đề lớn thôi. Một vấn đề lớn có thể bao hàm rất nhiều cái khía cạnh nhỏ, nhưng đoạn văn chúng ta chỉ được phép viết về một khía cạnh, không mở rộng, không biến đoạn văn thành một bài văn thu nhỏ với đầy đủ tất cả các ý. Ví dụ người ta hỏi về nguyên nhân, em chỉ nói về nguyên nhân. Người ta hỏi về ý nghĩa, em chỉ nói về ý nghĩa. Đấy là điều mà cô cần lưu ý các em trong câu viết đoạn văn này. Và cần phải đảm bảo làm sao để đúng các cái yêu cầu về hình thức và nội dung của một đoạn văn. Đấy, thì đó là điều cần lưu ý. Câu cuối cùng cũng là câu mà cái quỹ điểm cao nhất, cũng là câu mà chúng ta dành cả một cái năm học vừa rồi để chúng ta trong các cái bài giảng văn, để chúng ta tìm hiểu, để chúng ta nắm bắt các đơn vị kiến thức, đó là câu viết bài nghị luận văn học 5 điểm. Thông thường form đề về cơ bản thì có lẽ là cái năm cuối cùng này, cái đề thi trong năm cuối cùng cũng sẽ không có thay đổi đâu ạ. Và nhất là chúng ta dựa vào cái đề tham khảo minh họa mà Bộ đã công bố thì có thể thấy là chúng ta không phải lo lắng gì về cái sự đột phá hoặc là bất thường cả. Sẽ là có một đoạn văn bản hoặc là thơ hoặc là văn xuôi, và yêu cầu chúng ta trình bày cái cảm nhận, hoặc là về cái đoạn trích ấy, hoặc là đấy là một cái câu lệnh mở. Nhưng nếu có thể có định hướng thì người ta sẽ hỏi là ví dụ
trình bày cảm nhận của anh chị về ABC trong đoạn trích sau đây. Thì đây sẽ là cái câu lệnh chính, một cái yêu cầu nó bao trùm toàn bộ phần nội dung nghị luận của chúng ta trong bài văn nghị luận văn học. Và sau đó sẽ có một câu lệnh phụ, một câu thứ hai, đó là từ đó anh chị hãy làm rõ. Thì cái làm rõ này có thể làm rõ một cái đơn vị kiến thức, một cái giá trị về hình thức, hoặc là một giá trị về nội dung của văn bản, của đoạn trích. Ví dụ như là có thể làm rõ một cái nét đặc sắc trong phong cách nghệ thuật của tác giả ABC. Có thể làm rõ một cái biểu hiện nào đó, một cái giá trị nội dung nào đó, ví dụ như là về giá trị nhân đạo, hay là về cái vẻ đẹp trong tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu, hoặc là có thể làm rõ được cái phong cách nghệ thuật của nhà văn khi mà miêu tả cái hình tượng này, vân vân. Thì bây giờ thời gian chúng ta không còn nhiều nữa, chúng ta chỉ còn có khoảng 3 tuần. Nhưng 3 tuần ấy, nếu như bây giờ chúng ta dành cho mỗi một ngày, các em chỉ cần dành cho môn văn khoảng 1 tiếng, các em có 30 tiếng. 30 tiếng ấy, thì về kỹ năng thì chúng ta rèn luyện trong suốt cả năm học rồi. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải có bột để gột lên hồ. Mà bột đấy là gì? Là kiến thức. Kiến thức ấy nó nằm trong khoảng 12 bài, đúng không? 11, 12 cho đến 13 bài giảng văn ở trong chương trình ngữ văn lớp 12 mà các em đã được học trong cả năm vừa rồi. Và vì thế cho nên đây là một cái việc mà cô nghĩ là cũng không quá sức với các em đâu. Nhưng bây giờ vấn đề là chúng ta học như thế nào? Chúng ta đã học rồi, chúng ta cũng đã được các thầy cô ôn rồi. Và bây giờ là thời gian các em tự mình ôn tập lại, tổng kết lại, xem lại toàn bộ các đơn vị kiến thức cơ bản nhất trong mỗi một tác phẩm mà chúng ta đã học. Chúng ta sẽ, và cô gợi ý một cách làm như thế này nhé. Các bạn hãy mỗi một bài các em đọc độ khoảng 1 cho đến 2 lần. Vâng. Thế sau đó thì các bạn có thể gấp sách lại, gấp vở lại và lấy giấy nháp. Các em sẽ lập cho cô những cái sơ đồ tư duy, những cái hệ thống giản ý. Mỗi một bài các em chỉ cần độ khoảng 1 trang giấy thôi, với một vài cái gạch đầu dòng cho mỗi một luận điểm, cho mỗi một ý lớn trong bài đấy. Và cô nghĩ là điều đấy các em hoàn toàn có thể làm trong khoảng độ 1-2 tiếng. Thì rất là cẩn thận rồi, rất là chi tiết rồi. Và với cái sự chuẩn bị như thế, về kỹ năng chúng ta đã có cái sự rèn luyện trong cả năm, về kiến thức chúng ta cũng học trong cả năm. Và đây là thời gian chúng ta tổng duyệt lại kiến thức của mình một lần cuối trước khi thi. Và cô nghĩ rằng như thế vẫn là có thể đủ và rất kịp cho kỳ thi sắp tới của chúng ta. Với hành trang kiến thức và kỹ năng mà các em đã được chuẩn bị, tự chuẩn bị và được chuẩn bị trong suốt cả 12 năm học phổ thông, và đặc biệt trong năm học lớp 12 này, cô Tuyết chúc tất cả các học trò 2K6 bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi cuối cùng, kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời học trò, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thắng lợi, thành công. Xin chào các em, xin chúc các em thành công.